Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2022. Hiện tại bây giờ thì mình vẫn còn đang ở tại thành phố Hà Tiên. Hôm nay là ngày Chủ nhật nha cả nhà. Thì trước khi mà mình chia tay với thành phố Hà Tiên, mình sẽ chia sẻ với cả nhà về quang cảnh ở tại chợ Hà Tiên. Cũng như hôm nay mình sẽ trao luôn tấm lòng của nhà hảo tâm God Jesus Christ. Đó là một nhà hảo tâm mà nói chung thì mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Tại vì cái đó là tấm lòng của nhà hảo tâm gửi cho mình, nhắn nhủ muốn nói tên như vậy. Thì nhà hảo tâm có gửi về cho mình là 800 đô la Mỹ. Thì mình đã đổi được là 18.672.000 vào vài ngày trước khi xuống Hà Tiên. Thì sau khi mà 3 ngày đã ở Hà Tiên rồi thì mình cảm nhận rằng á, bà con ở Hà Tiên rất là dễ thương cả nhà. Kèm theo đó nữa là cái đời sống của bà con á cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thành ra là trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cái nhà về toàn cảnh của chợ Hà Tiên. Kèm theo đó là mình gặp những cái hoàn cảnh nào mua bán vé số á, hay là những cái hoàn cảnh mà
anh chị, à anh hay chú gì đó, bác gì đó mà chạy xe lôi, nếu mà cần giúp đỡ mình cũng sẽ hỗ trợ luôn. Tại vì nói về một cái nét đặc biệt ở tại Hà Tiên á, thì chắc cả nhà coi clip của mình thì chắc cũng thấy rồi phải không ạ? Nói về những cái hoàn cảnh mà chạy xe lôi á, thì trên dưới là trên 100 chiếc xe lôi điện, và nói là đây là một cái nét đặc trưng rất là ấn tượng. Kèm theo đó là được tạo ra những cái tiểu cảnh á. À, xin lỗi cả nhà, được tạo ra những cái đèn chớp á, để làm cái điểm nhấn trên chiếc xe của họ để chở những du khách đi tham quan du lịch. Thì mình thấy đó là rất là hay luôn. Thì kèm theo đó là mình thấy về bà con ở tại Hà Tiên rất là thật thà cả nhà. Mua bán thì giá phải nói là rất là phải chăng nữa và chân thật nữa. Thành ra là mình sẽ quyết định sử dụng cái phần quà của nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bà con khó khăn đỡ được phần nào đó trong cái chuyến hành trình du lịch khám phá về các điểm ở tại Hà Tiên của mình trong cái dịp lần này. Cái nhà thấy thì bây giờ mới khoảng là chừng 6 giờ 30 phút buổi sáng thôi. Thì quang cảnh của người dân ở đây là có thể nói là một cái bờ kè cả nhà. Khi mà chúng ta vừa qua bước vào địa phận thành phố Hà Tiên á, thì chúng ta sẽ gặp một cái bờ kè này, có thể nói là một cái nơi mà tập trung của những du khách rất là đông vào buổi sáng cũng như là buổi chiều. Đó là chúng ta khi mà chúng ta vào thành phố Hà Tiên, chúng ta phải qua cây cầu này. Ở bên kia là bến phà đi Phú Quốc đó cả nhà. Cả nhà có thấy là thời gian này mới có 6 giờ rưỡi thôi mà lượng du khách đã đổ ra rất là nhiều rồi đúng không ạ? Thì gần như là cũng như những cái thành phố du lịch khác, cái thời điểm mà tập trung đông du khách nhất là cái dịp cuối tuần, là thứ bảy và chủ nhật. Rất là đông vui phải không ạ? Nói về cái khách sạn cũng như là cái guest house hay là nhà nghỉ á, nhà trọ ở Hà Tiên á cả nhà, thì giá ngày thường thì cũng tầm khoảng chừng 250 á, thì tương đương với khoảng là hơn 10 đô một tí đối với đô la Mỹ. Còn mà đối với ngày cuối tuần thì thường họ sẽ lên lên thêm khoảng 50%, khoảng là thêm 50% nữa cả nhà. Chỉ có ngày thứ bảy thôi, nếu mà cái nhà ở ngày thứ bảy á thì cái giá tiền sẽ, ví dụ như cái phòng 400 thì sẽ tăng thêm 200, sẽ là 600. Đó, mình đang cùng mời cả nhà đi tham quan chỗ bờ kè này. Bờ kè này thì đối diện với chợ Hà Tiên. Bây giờ để mình xem nhà thấy là bà con ăn sáng uống cà phê đồ ở tại bờ kè này buổi sáng rất là đông luôn đúng không ạ? Tại vì thật sự khi mà mình ghé đến Hà Tiên này á, thì cái khu chợ ở tại Hà Tiên là một trong những cái điểm mà nhấn và vui nhất. Thì tùy theo thời điểm mà chúng ta đi thôi, chúng ta đi cuối tuần thì chúng ta mới thấy được cái quang cảnh mà người đông như vậy. Bây giờ nếu mà với cái số lượng đông như vậy á, thì để mình xem sẽ tùy cơ ứng biến mà mình sẽ chia sẻ cái phần quà của nhà hảo tâm ha. Đây là đường Trường Sa, phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên nha cả nhà. Phải nói về các nhà nghỉ với khách sạn ở tại thành phố Hà Tiên là gần như là cả nhà không có thiếu luôn, rất là đông. Và cái thời gian mà hoạt động về đêm ở thành phố Hà Tiên á, mình cảm nhận á,
là có thể nói là xuyên suốt luôn. Mặc dù thì khuya tầm khoảng chừng 9 giờ mấy thì không còn nhộn nhịp nữa, nhưng mà những người bán vẫn có người bán khuya, bán ăn khuya. Đây là những trái xoài Campuchia đó cả nhà. Đối với người Hà Tiên thì như gọi món này là món táo. Hạt dẻ nè. Bây giờ mình mời cả nhà đi hết một cái vòng bờ kè chung với mình nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi tham quan sâu vào bên trong. Tại vì những cái khu vực mà ở trong chợ Hà Tiên á, thì những cái khu vực ăn uống, khu vực bán hải sản á, thì sẽ có những cái khu riêng biệt khác nhau. Xôi, bánh kẹp, cơm chiên dương châu, xôi mặn. Đây, như đây là nhà lồng chợ ăn uống, hoa, trái cây. Ở dưới đây là chỗ bán bún cá này cả nhà. Ở khu vực mà nhà đỏ đỏ, cam cam, trắng trắng đó là nguyên cái dãy xung quanh đó là toàn là nhà nghỉ với khách sạn thôi. Nếu mà tính luôn bốn mặt tiền chắc trên dưới cũng khoảng gần 20 cái á. Đó chỉ là mới có một khu thôi nha cả nhà. Thì đông vui quá mà bây giờ cũng không biết. Để mình xem. Chợ ăn uống, hoa, trái cây. Này đúng là ngày quá đông khách du lịch luôn. Đa số thì khách du lịch đi đến Hà Tiên vào tối ngày hôm qua là ngày thứ bảy. Mình thấy ngoài này cũng khá là lớn tuổi. Thì chúng ta cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của ngoài này như thế nào nha. Cả nhà ha. Hôm nay là xổ số ngày Đại Kiên Giang. Phải nói là đây là quê hương dạ, ở Hà Tiên luôn cả nhà. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng giao tiếp thử với ngoại ha. Bên ngoài sắp giấy số đi cả nhà. Rồi sau đó chúng ta hãy cùng nói chuyện. Cả nhà thấy số lượng mà du khách trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay như thế nào ạ? Hiện tại bây giờ là khoảng 6:40 thôi nha cả nhà. Chưa được 7 giờ sáng nữa đó. Còn cái quang cảnh như chỗ này thôi cả nhà thấy là cũng quá là ấn tượng và đẹp rồi. Núi, biển, còn bên đó là bến phà để chúng ta mua vé đi đến Phú Quốc nha cả nhà. Ở bên đây là bờ kè đường Trường Sa. Ngoài sắp giấy số cũng đẹp lắm, sắp đều hai bên như vậy. Đại ngoại sắp xong đi rồi mình sẽ hỏi ngoại một vài câu cả nhà ha. Cả nhà thấy cái điểm đặc biệt ngay chỗ chợ ăn uống hoa trái cây này đó là bán rất là nhiều chuối.
Chú ở đây thì mình thấy đa số là chú cao nha cả nhà, với chú già, chú sim hình như cũng có nhưng mà không có nhiều bằng chú cao với chú già. Nhà thấy những cái nải chuối mà treo lùm tùm lề lề rất là ngon mà. Ngoài lùm là những cọng thun nữa cả nhà. Ngoại lại con mua vé số cho ngoại. Dạ. Dạ con chào ngoại, cho con hỏi một vài câu nha. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 71. 71. Ngoại tên gì? Châu Thị Sơn. Dạ, ngoại Sơn. Nhà mình ở đâu ngoại Sơn? Nhà mình ở An Giang đó mà. Ủa? Ở An Giang lận? Dạ mà qua đây sống lâu rồi. À, là ngoại ở nhà trọ bên đây hay như thế dạ, nào? Dạ, nhà trọ tháng 700. Dạ, là hiện tại bây giờ ngoại đang ở với ai? Ở với ông chồng ông bệnh ông mổ nhiều lần quá. À dạ. Dạ. Là ông ngoại lớn tuổi chưa ngoại? Ông 73. Dạ. Vậy mới là... đi Sài Gòn chị bệnh mới về đó cậu. Dạ. Rồi mình có con cái gì không ngoại? Dạ không có. Dạ, vậy là chỉ có hai vợ chồng thôi. Dạ. Dạ. Rồi mỗi có ngày con bốn đứa chết trơn rồi. Ôi trời. Sao vậy ngoại? Hai đứa chết nhỏ, một đứa chết 28 tuổi, đứa chết 9 tuổi. Trời ơi xót xa quá. Dạ. Là bây giờ hiện tại bây giờ ngoại bán như vậy là ngoại nuôi ông ngoại. Dạ. Mỗi ngày mình bán được bao nhiêu tờ ngoại Sơn? Ngoài bán 154 vé. 154 vé. Ủa tại sao nó lại có số lượng nó lẻ lẻ vậy ngoại? Dạ tại 11 cỡ cặp cậu. À 11 dạ. 11 cùi đúng không ạ? Dạ dạ. Dạ, rồi ngày chủ nhật như vậy thì ngoại lấy thêm được bao nhiêu? Ngày chủ nhật thì ngoại lấy 220. 220 dạ. Thêm được vài cùi ha. Dạ, lấy số dạ. Phiếu thì là được một tờ ngàn. Dạ. Dạ. Thì coi như là một ngày của ngoại bình quân thì cũng chỉ được khoảng 150.000 thôi. Dạ, 154.000. Nhưng mà phải vừa lo tiền nhà trọ. Dạ. Mà vừa phải lo tiền thuốc cho ngay gạo luôn. Có người ta cho từ thiện mình cậu. Dạ. Tháng ta cho mình được 10 kg. Dạ. Tháng được 10 kg. Dạ. Dạ. Rồi thì hôm nay cũng chia sẻ với ngoại luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi ngoại cho con gắn cái này, cái micro thôi chứ không có gì hết. Dạ dạ dạ. Hôm nay con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Yeah. Đó là bác Nguyễn Văn Hay. Nguyễn Văn Đan là ông chồng. Nguyễn à không không. Cái nhà hảo tâm này bên Mỹ. Dạ dạ. Và Nguyễn Văn Hay. Dạ yeah, Nguyễn Văn Hay. Là nhà hảo tâm này bên Mỹ. Dạ. Yeah. Con sẽ gửi hỗ trợ cho ngoại một phần DC. Dạ. Yeah. Để cho ngoại đỡ được cái tiền chi phí tiền nhà trọ. Ông chồng mổ 7 lần đó cậu. Dạ mổ tới 7 lần. Mổ cái bụng này thì 4 lần. Dạ. Rồi mổ cái dạ. Mổ bú tinh hoàn là 3 năm 3 lần. Ồ, rồi sức khỏe của ngoại bây giờ như thế nào rồi? Ổng yếu còn sức mới khỏe của ngoại á, của ngoại. Ngoại cũng bệnh mới rồi bán bữa nay nè. Dạ, là ngoại bị gì? Ngoại bị cũng như lâu lâu cái nó ho vậy đó. Dạ. Lớn tuổi rồi bị tiểu đường á, tiểu đường uống thuốc suốt dạ. Năm. Ngoại bán ngoại có bị nhức không? Trời cậu ơi, uống mua thuốc nhức của xe cây đẩy đó. Dạ. Bịch ngàn. Bịch 1.000. Dạ, uống yếu mặt ngoại sưng hết trơn. Uống có bớt không ngoại? Cũng đỡ cậu ơi mà dạ. Xương mặt hết trơn à. Nhưng mà vì cuộc sống thì phải cố gắng phải dạ, mà dạ đúng rồi chứ cậu. Con nghĩ mà thuốc mà rẻ quá thì nó không có được bảo vệ sức khỏe lắm đúng không ạ? Đi Sài Gòn khám bệnh về một vỉ thuốc là 200.000 đó. Dạ dạ ổng mới có 4 vỉ cũng xót xa quá ngoài ha. Dạ mình mừng đúng ổng bữa 5.000 10.000 cái đó giáp năm mới đi lần. Dạ. Dạ thì hôm nay con thay mặt bác Nguyễn Văn Hay dạ. Sẽ gửi cho ngoại một phần lì xì. Dạ dạ hôm nay vậy cũng là cái duyên thôi. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Dạ chúc cậu dồi dào sức khỏe. Dạ con cảm ơn ngoại. Dạ rồi ngoại có đây đây là cái phần lì xì của bác Nguyễn Văn Hai con sẽ gửi cho ngoại. Ngoại xem thử bao nhiêu nha. Dạ rồi ngoại mở ra ngoại xem đi. Mở ngoại xem. Trời ơi nhiều quá cậu ơi. Dạ cậu lì xì như vậy cho ngoại mua thuốc uống là cảm ơn cậu nhiều nghe. Chúc cậu cả gia đình cậu được nhiều sức khỏe em. Dạ rồi đó cậu là... được làm từ thiện gì hoài là mong ơn cậu nhiều. Dạ đó cậu là tấm lòng của bác Nguyễn Văn Hay ở bên Mỹ. Dạ con chỉ là người trao giúp thôi. Dạ, dạ. Cảm ơn cậu chứ cảm ơn trước là cảm ơn cậu Nguyễn Văn Hay. Dạ dạ ở bên Mỹ. Dạ ở nước ngoài. Dạ thì cũng hy vọng với phần quà của bác Hay. Dạ, cũng đỡ được cho ngoại phần nào đó. Dạ. Có tiền này uống thuốc được nhiều cũng cả tháng rồi. Dạ. Dạ. Rồi thôi con chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ cũng chúc cho con. Đó. Chúc cho con làm ăn phát tài nha. Dạ, con được cảm ơn sức khỏe. Chứ cậu đi tài trợ về hoài là cậu cũng có sức khỏe đó. Dạ. Gia đình cậu tốt lắm đó cậu. Dạ. Dạ. Rồi thôi con chào ngoại. Dạ, chúc ngoại sẽ bán hết sớm trong ngày hôm nay. Dạ. Thì theo tấm lòng của bác Nguyễn Văn Hay là một nhà hảo tâm đã gửi sớm cho mình nhưng mà mình vẫn chưa có thời gian để hỗ trợ cho bà con. Và thành ra khi mà cái thời điểm này mình vừa quay chợ Hà Tiên để hỗ trợ cho bà con khó khăn lớn tuổi, khuyết tật theo tấm lòng của bác ấy. Còn đối với những hoàn cảnh khó khăn khác thì mình sẽ tùy theo cái tình huống mà mình sẽ sử dụng cái phần quà của nhà hảo tâm nào.
cho nó hợp lý cả nhà ha. Rồi, chúng ta xem chợ chuối lần cái nữa đi cả nhà. Chợ hoa trái cây. Alo alo. Rồi, chúng ta đang đi tới khu vực này là khu vực chợ cá. Mình phải công nhận một điều rằng là quy hoạch chợ ở tại đây rất là khoa học cả nhà. Cái mặt tiền chợ sẽ hướng ra ngoài ở bờ kè, biển và núi. Ngoài ra thì cũng có những người mà mua bán mà trực tiếp ở trên bờ kè như vậy nha cả nhà. Đa số những người này là những người dân mua bán này á, là bắt trực tiếp ở trên biển rồi sau đó là những người bán sẽ bán ở đây. Này, cua, ghẹ, cá biển. Rồi. Rồi chúng ta đi thôi. Nói chung thì tôi với bên trật tự đô thị ở tại chợ thành phố Hà Tiên có, nhưng mà đa số là nhắc nhở là nhiều. Nói chung thì đó cũng rất là đáng quý không ạ. Khu vực bên đây là khu vực chợ cá này cả nhà, chợ hải sản. Rất là đông luôn nha cả nhà, để mình gần lại cho cả nhà xem nè. Số lượng người bán cũng như là số lượng người đi tham quan á, mua sắm nè. Những người ở xa thì sẽ mua bỏ vào trong những cái thùng mút như vậy. Đó, đóng để vận chuyển về xa về. Thì đã đến một cái thành phố biển thì nói về hải sản là những cái món đồ mà tươi sống mà giá cả là hợp lý nhất, là do cái nguồn lợi nguồn thủy sản về biển ở một cái địa phương một dạng là đặc sản thì rất là nhiều đúng không ạ? Thành ra là giá cả sẽ bắt đầu cạnh tranh lại. Đây là khu vực chợ cá này cả nhà. Đó. Chợ cá thì cá với hải sản sẽ được bán ở xung quanh này. Đây, khu vực bán gì mà rất là đông vui. À, con này bán bạch tuộc sống. Cả nhà muốn mua những cái đồ hải sản tươi sống như vậy. Thì đối diện sát bên hông của chợ hải sản đó là chợ trái cây với hoa đó cả nhà. Những cái loại sản vật trái cây thì cũng khá là giống ở những cái chợ miền Tây khác nè.
quýt, nho, cam, lê, táo, xoài, bưởi, thanh long, vân vân. Rất là ngon luôn. Đó, giờ thấy rất là nhiều loại hải sản luôn. Bây giờ thấy thì khi mà những cái hải sản tươi sống được du khách mà mua rồi thì sẽ có bên chuyên đóng thùng mút để vận chuyển về. À, me nha cả nhà. Me bán cũng khá nhiều ở góc đường này. Tại vì đa số là những cái loại me như vậy. Thì thường me Lào, me Campuchia gì đó. Tại Hà Tiên cũng giáp đó cả nhà. À, thì cái giá cũng như là cái chất lượng trái me nó cũng rất là ngon và tươi nữa. Gian hàng của chị này là bán mực nha cả nhà. Thực sự là mình thấy người dân Hà Tiên rất là dễ thương luôn á. Cái nhà cá thu, cá hầu gì hết. Cá thu quá. Cá đuối nha. Cá này rất là to và ngon luôn các bạn. Cá chim. Cái này thấy những người bán cũng rất là dễ thương luôn á. Gần như là khách mà có đứng qua bên cái khu vực của những người bán thì họ cũng không có nói gì hết. Cái cam có 60.000 một ký thôi. Đây khu vực chợ cá. Chỗ bên này bán nước chấm hải sản. Dạ tươi nè cả nhà, tôm tích nè. Gà tươi là đặc sản ở tại Hà Tiên cả nhà. Ừ.
Dạ 200. Chỗ bán về của mấy chị này rất là ngon hơn cả nhà. Tôi chỉ tới 200 thôi, tới 200 mấy một ký thôi. À, tầm khoảng 10 đô của cả nhà đó, từ 9 đô tới 10 đô. Gà này thì 200 mấy thì 4 con một ký. Ở đây chúng ta có một cái chỗ mà chế biến tại chỗ nè cả nhà. Mình thấy hình như là đang xào sa tế vậy đây nè. Đó, vậy là cả nhà mua hải sản là cả nhà sẽ có chỗ chế biến tại chỗ luôn. Cái nhà thấy người dân Hà Tiên rất là tin tưởng không ạ? Đó. Bao khách hàng đi cân chỗ khác, à, có nghĩa là cân xong rồi đi cân chỗ khác đúng ký thì mới trả tiền, rất là dễ thương luôn. Đó, khu vực bên đây là khu vực bán mực bạch tuộc không ạ? Chỗ này rất là tươi. Đây là khu vực bán cua. Cua sống luôn. Cá chích. Đây cá chích này cả nhà. À, cá đuối nè. Mực tôm. Cá bóp 96. Cá bóp. Cá bóp này là 120. Cá ngoài này là 160. Ồ, rất là nhìn giống cá mập không ạ? Cá bớp là 160, loại to 3 kg. Chúng ta đi thôi. Ở cái nhà thấy cá biển là gần như là không có thiếu một cái loại nào luôn á. Ủa cá này là cá gì vậy chị? Cá ngát sọc ha. À dạ. Hình như là mình bẻ cái ngạnh của nó rồi phải không chị? À dạ. Cá ngát sọc rất là ngon. Cảm ơn chị. Dạ.
tôm tép thì cũng có nhiều loại khác nhau nữa cả nhà. Như cả nhà cũng biết rồi, cá này bắt ở dưới ngoài biển á, về cái khoảng cách nó cũng khá là xa, thành ra là tới đây thì đa số là nó tươi thôi, chứ mà sống thì rất là khó. Có thể nói là cái khu vực mà chợ hải sản này là khu vực đông đúc nhất đây nha. Chợ cá, chợ hải sản này. Trời ơi, có nguyên một cái gia đình mặc những cái bộ đồ nữa nha. Đi du lịch nhiều quá là vui luôn. À, chúng ta tới khu vực chợ rau rồi cả nhà. Tiếp tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo. Chợ rau thịt để mình đi một cái viền bên ngoài, rồi sau đó là mình sẽ đảo qua để cả nhà cảm nhận chi tiết hơn ha, ở chợ cá đó, chợ rau thịt. Thì bên đây cũng bán những cái loại hải sản nữa, những loại cá khá đầy đủ, đa số thấy là mực với cá là nhiều cả nhà, tôm cũng nhiều. Đây chợ rau và chợ thịt, mình thấy có bán hột gà nè, bán cá hải sản thì vẫn bán vòng ngoài này. Đa số là những người du khách là tranh thủ đi mua sớm, rồi sau đó là họ sẽ đi đến
viếng những cái điểm tâm linh hoặc là những cái điểm vui chơi hay bãi biển ở Hà Tiên cả nhà. Rồi chúng ta đi đến khu này là khu khách sạn rồi. Khu vực này là mình có chia sẻ với nhà là khu vực mà chúng ta mua vé tàu đi đi qua Phú Quốc đó cả nhà. Đi vé tàu hoặc vé phà. Chợ rau thịt, chợ cá, chợ hoa, chợ trái cây, ba khu chợ sát với nhau. Mỗi cái chiều dài khu chợ này cũng rất là rộng nha. Những cái tuyến đường này là buổi tối mà cả nhà, đây là gần như là bích chịch luôn á. Rồi chúng ta vào bên trong chợ rau thịt trước cả nhà ha. Cái nhà rất là dễ dàng để chọn những cái phòng mà như chợ, tại vì khu cái nhất là cái thành phố Hà Tiên đó nha, không có đèn xanh đèn đỏ, người dân chạy rất ý thức nhường nhịn nhau, nhiều khi có va quẹt nhau nhưng mà họ cũng không có hề mà lớn tiếng nặng nhẹ nhau cả nhà. Đó là cái mình cảm nhận được vào tối ngày hôm qua. Rồi chúng ta hãy cùng vào chợ rau cũ nha cả nhà. Không, chắc có lẽ là mình sẽ chia sẻ với cái nhà như vậy thôi. Mình sẽ đi về ngoài. Còn chợ thịt thì mình sẽ vào bên trong hướng bên đây. Cái nhà thấy rau củ quả rất là tươi ngon không ạ? Anh đang chặt giò heo rồi cả nhà. Thịt heo rất là tươi không ạ? Đó, đây cũng là những cái khu mà phòng trọ này, nhà nghỉ đó. Đây cũng là khu vực bán rau. Cái nhà xem thịt heo nè, rất là tươi ngon phải không ạ? Ở đây thì cũng có một cái điểm khác biệt, đó là trái ớt. Ớt ở tại Hà Tiên bán nó cũng khá là khác với ớt ở cái tỉnh miền Tây khác nha. Chút xíu thì mình mời cả nhà xem ha. Thịt rất là tươi luôn. Sắp xếp vòng ngoài như vậy thì cũng rất là dễ dàng phải không cả nhà? Trái cây vườn này bán nè.
đa số là mình thấy thịt heo ha, thịt bò đâu ta. Cái khu vực nào bán gạo mà mình không thấy nha. Đối diện với khu vực chợ rau thịt. Và đường này là đường Phạm Ngũ Lão đó nha. Hình như mình không thấy chỗ cái khu bán gạo thì phải. Đâu để mình đi xem thử nữa. Để con chỗ con này bán mì heo quay. Cái này cũng rất là đông khách. Bây giờ thấy heo quay hấp dẫn chưa? Con này bán trái cây. Chị này bán bún nè. Chúng ta đã ra ngược lại cái khu vực chợ cá. Bờ kè là ngoài đó đó nha. Mình thấy có ngoài bán rau ở đây. Khá là lớn tuổi nha. Để chúng ta qua tìm hiểu hoàn cảnh của ngoài này. Ở ngoài này giống như là thấy một chỗ trống mà ngồi thôi, chứ không phải là được xếp ở trong một cái khu vực mua bán. Bán rau gì vô ngoài? Ngoài bán rau gì vô ngoài? Dạ cái này là gì ngoài? Cải thù lù. Cải thù lù. Dạ còn bên đây? Cũng cũng là nó luôn. Dạ. Ngoại năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 65. Dạ. Mỗi ngày mình hết cái này mình bán là bao nhiêu tiền cô? Hết cái này mình bán là được bao nhiêu tiền? 30.000. 30.000 là mấy bó à? Dạ, là một bó này 30.000. Vậy là bữa nay mình nấu canh thôi cô. Dạ. Còn cái này là cái gì ạ? Dạ, dây lát này để bùn trồ. Dạ, vậy là một bó này bao nhiêu cô? Bó 25.000. Vậy là hết cái này là cũng chỉ được có 110.000 thôi. Dạ. Mình không có chỗ bán hay như thế nào mà mình ngồi kiếm chỗ trống mình ngồi đại hay sao cô? Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là hoàn cảnh gia đình mình như thế nào mà mình bán những cái món này cô hả? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ. Dạ, cô tên gì? Bông. Dạ, cô Bông. Cô Bông năm nay 65 tuổi. À, hiện tại cô đang ở với ai? Ở mình anh à. Ở mình à, là cô không có gia đình hả? À dạ. Còn cái này mình bán là mình mua đi bán lại hay mình hái rồi mình bán? Hái rồi bán. Vậy là cô hái là ở ở trong trong ở đây cô hái này là ở trong vườn hay là như thế nào? Ở trong vườn. Dạ. Rồi cô bán từ mấy giờ tới giờ rồi? 5 giờ. Cô bán được mấy bó rồi? Không có bán bó nào hết. Dạ, là sáng giờ chưa bán được gì luôn. Dạ. Nhưng mà đây là những cái món mà cô bán mỗi ngày không? Hay là lâu lâu cô mới bán một lần? Bán mỗi ngày. Dạ, nhưng mà cũng chỉ bán rau này. Đi hái về bán. Rồi với bán dây lát thôi. Dạ, ở nhà trọ hiện giờ một tháng mình đóng bao nhiêu cô? 500. Dạ, rồi mình bán như vậy có đủ chi phí cho mình trả nhà trọ không cô? Không. Ủa không rồi, rồi như thế nào? Không, thiếu lại ha. Dạ. Rồi sáng giờ cô ăn gì chưa? Chưa ăn gì hết. Dạ, tại vì mình bán chưa được thành ra mình chưa ăn hay như thế nào? Dạ. Rồi thôi cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của cô rồi. Hôm nay con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm bên Mỹ sẽ gửi cho cô một cái phần quà nhỏ nhỏ ha. Dạ, để cho cô ăn sáng trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Dạ. Đây là tấm lòng của nhà hảo tâm, con sẽ gửi tặng đến cô. Rồi, cảm ơn. Dạ.
Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều đó. Dạ. Thời điểm này mình nhận được phần quà mình cảm giác như thế nào cô? Cô vui không? Vui. Còn có tính ăn gì trong buổi sáng ngày hôm nay? Ăn bánh canh. Bánh canh. Tao bán cô bao nhiêu? Tô 20. Tô 20. Dạ. Rồi thôi cô chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Đó là phần quà của nhà hảo tâm Jesus Chit. Là mình hỗ trợ cho cô ấy là 100.000. Thì theo những cái hoàn cảnh thì mình sẽ có cái hỗ trợ khác nhau. Rồi chúng ta sẽ đi. Nếu mà cả nhà đi hết cái tuyến đường này á, tới khu vực này á, mà ngoài đó là tuyến đường đường chính rồi. Rồi, chúng ta hãy cùng đi tham quan tiếp thôi cả nhà. Rồi chúng ta hãy tiếp tục đi tham quan chợ cá thôi. Khu vực này thì cả nhà thấy là chợ rau củ cũng bán phía đối diện, đa số là bán ở ngoài dễ bán hơn cả nhà. Số lượng người mà đi vô trong thì gần như là rất là ít luôn. Xương sáo nè, xương sâm chứ, xương sâm. Nấm rơm. Trái cây. Rồi dạ, quay lan. Ở đây cũng là có một cái khu chợ cá ở bên trong. Mà trong đây thì nó hơi khó bán nha. Thì thật sự cái đường đi vô khá là nhỏ, xe chạy không được. Mà ở ngoài thì rất là rộng. Hy vọng là những người bán sẽ có những cái món. Cá lóc, cá rô, ớt. Bắp này cả nhà. Đây khu vực này hải sản bán cũng nhiều nè cả nhà. Ra những người mua bán ở đây nữa nè. Đó. Có người bán cá ở trong nữa. Mình thấy người bán nhiều quá mà không biết người mua như thế nào ha. Cái nhà có để ý là ở thành phố Hà Tiên rất ít tiếng kèn xe mà. Khu vực hải sản nhiều lắm này cả nhà.
một thì 106, 107. Đây, chợ ăn uống qua trái cây là bên đây. Nãy là bờ kè hướng đó, nãy mình đi đó cả nhà. Chúng ta qua khu vực bên đây. Những người bán than nè cái gì. Mình nghĩ khu chợ bán gạo chắc là khu chợ ở trên đây nè. Để mình đi nãy giờ mình không thấy khu chợ bán gạo á. Đối với khu chợ Hà Tiên này, buổi tối thì cũng có những người dân mua bán về các mặt hàng quần áo nữa nha, đồ chơi trẻ em, đồ lưu niệm nữa. Nhưng mà không có đông bằng bên chợ đêm Hà Tiên ở bên kia. Ngày trước thì đối với khu vực chợ Hà Tiên này chính là chợ đêm đó. Nhưng mà như là mình nghe được chia sẻ của những hộ dân mua bán thì bác ấy có chia sẻ là chợ đêm Hà Tiên dời rất là nhiều lần. Khoảng gần 3 năm nay là dời bên cái tuyến đường ở bên kia là tập trung đông hơn. Khu vực này cũng là những cái khu vực nhà nghỉ nha. Đó, nhưng mà cả nhà muốn ăn hải sản là ăn sáng gì đó thì chúng ta đi khu vực này. Lúc này là ra lộ chính rồi. Cơm tấm, bún riêu, bún cá, hủ tiếu, hải sản. Chợ Bách Quá Hà Tiên. À, chợ Bách Quá đây. Mận, me. Dạ. Quá hấp dẫn luôn. Dạ. Mê 60 một ký, rất là nhiều. Mê 60 một ký, rất là nhiều. Quá rẻ không cả nhà. Xoài, rau rồi cả nhà. Gà, cá chê, hóc. Rồi chỗ này là bãi dưới xe hai bánh này nè. Ở trong chợ. Đây đồ đi biển nè. Đi là Hà Tiên, ba bộ có 100 thôi. Trời này trong đây cũng bán quần áo nữa nha. Chợ Bách Hóa Hà Tiên. Chợ Bách Hóa này thì mình thấy bán đồ gia vị nha, bán khô rồi. À, những người dân bán quần áo ở trong đây khá là mát mẻ, nhưng mà nó cũng hơi dạ bán đồ ngon hay sao cô? Ngon lắm.
Ngon lắm phải không ạ? Rồi sáng giờ cô mua gì của cổ chưa? Nè, chưa có mua, đó mua trái thanh long. Tính mua trái thanh long hả? Dạ. Rồi, chào bà chủ. Rồi, chúc bà chủ ngoài miếng đất nha. Dạ đúng rồi, tại vì nó phải có một cái tên mới được chứ cái thời điểm á thì mình mới coi được. Dạ. Dạ. Không xem được đúng không ạ? Rồi thì hôm nay con sẽ gửi cho cô để có gì cô sẽ xem lại mình ha. Dạ, xem như là một clip kỷ niệm. Dạ, đây là cái clip YouTube của con Khương Nhật Minh. À. Dạ, nhấn là toàn cảnh chợ Hà Tiên. Nhưng mà cái clip này chắc có lẽ là vào ngày mai con mới up. Dạ, rồi thôi chúc cô mua bán đắt nha. Rồi, chào cô. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, chào cô. Dạ. Thật sự là chợ Hà Tiên rộng quá cả nhà. Có nhiều cái mặt hàng bán những cái tầng khu, nói chung là cũng dễ cho du khách tham quan lựa chọn. Nhưng mà để đi hết chắc cũng là một cái thời gian rất là lâu hết. Đó. Quần áo, giày, dép. Buổi tối thì những cái sạp này là buổi chiều rồi bắt đầu đóng cửa nghỉ thôi cả nhà. Nhà thấy khu vực mà bán ở trong là bán khô nữa. Khô rất là ngon luôn, để mình sẽ mời cả nhà cùng xem nha. Đây khu vực vô bãi giữ xe. Mình chạy đi. Trà đào, trà tắc, nước sâm. Xe sôi qua này hấp dẫn nè. Nhà xem chỗ bán khô à, ngon chưa? Cô mới chịu bán dập ở chợ Hà Tiên. Tạp hóa, nhà thuốc, tiệm vải, nhôm nhựa, ly sành, ba tê chả chai. Thầy chắc chúng ta sẽ vào chợ bách hóa nha cả nhà. Ở đây củ sắn đó cả nhà. Là người dân ở chợ Hà Tiên bán là buộc luôn cả cái cọng vào. Rất là hay đúng không ạ? Nhìn nó tươi rối luôn á. Xoài. Trái mơ. Bánh bao chiên. Sữa đậu nành, sữa đậu xanh. Đây chợ Bách Hóa nè cả nhà. Chú này bán gạo. Nãy giờ hình như nãy giờ mình mới thấy một chỗ bán gạo thôi thì phải. Thế mà con ở chợ Hà Tiên thấy cũng
khá là nhiều ha. Cả nhà đợi mình tí. Dạ rồi cả nhà ơi, thì coi như là mình cũng thấy cái địa điểm này để phát gạo thiện nguyện cho bà con cũng khá là hợp lý ha. Với lại nãy giờ mình đi mà mình có lẽ là mình chưa có biết được cái chỗ cái khu vực bán gạo á. Như thế nào á thì cũng muốn mua để chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thôi bây giờ chúng ta đi tham quan cái nữa đi. Dạ rồi, vậy thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ dùng cái số tiền của God Jesus Kid, đó là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, để mua gạo để phát cho bà con khó khăn ở tại xung quanh chợ Hà Tiên trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Cái nhà ha, ở đây là sạp gạo Hoa Vân. Gạo Ích Hóa Tổng Hợp Hà Tiên. Tại vì mình thấy cái khu vực này á, thì phát thiện nguyện cũng hợp lý nè, ở trong chợ. Cái thứ hai nè, cũng gần gần ngay ngã tư nè. Vậy là thêm cái nữa là mình sẽ... chim là nó ăn nè cả nhà. Chỗ bán gạo người ta chim đang ăn cám. Rồi chào anh à, bây giờ em muốn mua mà gạo để phát thiện nguyện cho bà con khó khăn ở tại chợ Hà Tiên này, thì em muốn mua là gạo ở đây mình có những cái loại gạo nào á, anh giới thiệu với em với. Ở đây thì có gạo của Việt Nam thì gạo thơm. Dạ. Thơm mới này, thơm này là 15.000. Thơm này là 15.000. À. À. Còn cái loại thơm này 16.000. 16.000. Nó khác biệt ở điểm nào ấy? Cái này cũ. À, ủa tại sao cũ nó lại cao hơn mới hả? À, cũ nó cao hơn mới. Tại nó nở nồi hơn. Nó nở nồi hả? À. À. Gạo rất là ngon đó nha. Này là 15.000. 15.000. Còn bên đây là 16.000. À. À, cái hộp hình như nó to hơn thì phải. Không, cái màu nó hơi đục hơn, nó cũ. À. Còn cái này là gạo Campuchia rồi. Gạo Campuchia. À, là bao nhiêu? Ngon nhất 22.000. À. Bây giờ thì em sẽ mua là gạo 15.000. Thì bây giờ anh vào cho em một bọc 5 kg. Thì với số lượng là 18.600.000. 18.600.000. À, 5 kg là 75.000 đúng không? 18.600.000. 18.600.000. À. Rồi, anh chia 5 là hình như là cái em tính là được 248 bao. Hay chưa? Nhớ vô cho em một bao 25 kg. Rồi. Ra liền cho em đã. Rồi. 248 bao. Thì anh làm trong vòng bao nhiêu lâu? Mình chắc cỡ từ 3 tiếng á. 3 tiếng. Bây giờ anh tranh thủ sớm giùm em nghe. Rồi. Sau khi mà anh vô xong rồi anh chất ra ngoài này giùm em. Chất ngoài này nha. Rồi sau đó bắt đầu là
em sẽ mời bà con ai bán vé số khó khăn lại nhận. Rồi rồi anh ha. Rồi rồi. Dạ. Hay là chạy xe lâu gì đó. Rồi anh tranh thủ sớm giùm em nghe. Rồi. Có thể dần cộng cơn ít tiền đi. Được được ok. Rồi. Bây giờ là em đưa đủ cho anh luôn. Rồi. Anh phải tranh thủ sớm nhất. Rồi rồi. Anh đếm tiền. Đó là số tiền của God, Jesus Chit, nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Mình quyết định mình mua để hỗ trợ cho bà con Hà Tiên khó khăn, có một bao gạo ăn để ấm lòng cả nhà ha. Rồi đủ rồi. Đủ phải không ạ? Đếm này coi 18.600 nè. Bây giờ anh làm tranh thủ gấp tiền giùm em nha. Trước 10 giờ nha. Rồi rồi. Rồi ok. Tại vì rồi rồi, em đi chút xíu em quay lại. Tại vì hôm nay ngày chủ nhật thì mình nghĩ là bà con ở Hà Tiên chỉ bán đông, mà đa số là bán buổi sáng tới buổi trưa thôi, chiều chiều mình nghĩ cũng đã vắng rồi. Thật ra là mình cũng vừa quay chợ giới thiệu chợ Hà Tiên với cả nhà, vừa tìm mua để gửi đến tấm lòng của nhà hảo tâm đến với những bà con khó khăn. Cái nhà thấy cô cái tỷ giá đô la mà hôm bữa mình đổi của anh God Jesus Chit là 100 đô là 2.334.000. Mình này chắc bán bánh bía này cả nhà. Xoài, trái cây. Rộng quá, chợ Hà Tiên rộng quá cả nhà. Sao bự được? Đó, cả nhà thấy những cái loại trái cây chợ Hà Tiên bán nó không khác gì ở chợ Vĩnh Long luôn. Rồi chúng ta hãy vào chợ Bách Hóa nha cả nhà. Tại vì thực sự thì mình luôn muốn chia sẻ về tùy theo những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh thì sẽ có những cái sự giúp đỡ khác nhau phải không ạ? Mình hy vọng là tới thời điểm buổi trưa thì bà con vé số vẫn còn. Mình sợ là nhiều khi không, bà con không đủ là mình, nếu mà theo như nãy giờ mình đi quay cũng như mình quan sát thì bà con khó khăn mà bán nhiều ngành nghề thì rất là đa dạng luôn á, rất là đông cả nhà. Nhưng mà bán vé số không thì mình không biết là có đủ số lượng hay không, nhưng mà mình cũng sẽ mời những chú xe lôi nào muốn mà nhận á, mình mời lại nhận luôn, tại vì xe lôi ở đây rất là đông. Chợ Bách Hóa Hà Tiên. Chắc có lẽ chúng ta sẽ vào chợ Bách Hóa nha, thì chúng ta sẽ quẹo qua bên hông bên đây để chúng ta thông ra cái đường này.
Cả nhà thấy thì ở bên trong chợ Thất Hóa Hà Tiên thì bán quần áo, giày dép giống như chợ Bách Hóa ở dạ. Mình nghĩ đáng lẽ là phải có một cái khu bán gạo mà sao mình thấy là chỉ có một mình chỗ đó thôi nhỉ? Khá là này quan tâm quá này dầu. Thường thường những cái chợ Bách Hóa ở Vĩnh Long đó, là mở cửa lúc 8 giờ. Bây giờ thì cũng khoảng gần 8 giờ rồi. Ở đây bà con cũng đã dọn đồ lên sẵn rồi. Đó, hồi nãy chúng ta đi thẳng ra đây, chúng ta quẹo qua đây để ra khu vực này. Còn một cái khu nữa mình chưa có đi, để mình xem thử coi. Như vậy ha. Như mình có chia sẻ với nhà, khu vực này là khu vực mà ăn uống nè. Đó, cái nhà muốn ăn lẩu hay ăn sáng gì đó thì ở đây rất là nhiều. Đối diện với chỗ khu vực này thì có một cái khách sạn. Chúng ta đang quay trở lại cho cả nhà. Tôi bán mận hồi nãy nè. Còn một cái khu nữa, chúng ta đi qua bên khu đó thì chúng ta xem thử. Thực sự là mình cũng muốn ủng hộ cho bà con bán ở bên trong lắm, nhưng mà bên trong thì nó là không có thuận tiện cho cái việc mà phát thiện nguyện á, nhiều khi số lượng đông quá vô nó lại bị bít đường, ảnh hưởng tới những người dân mua bán khác á. Thật ra là bởi thành ra là mình không có dám phát ở bên trong như vậy. Cả nhà mua quần áo thì cả nhà đi vào những cái khu vực này. Không, mình nghĩ là khu vực bên trong này thì vắng người chứ thật ra cũng khá là đông á. Đa số là khách du lịch đã đi về ngoài, còn đa số là những cái rất người dân ở đây là người ta sẽ đi bên trong đây. Đây hồi nãy là chúng ta cái khu vực bên đây là chúng ta chưa có ghé nè. Rồi rồi, vừa gạo. Mình đã thấy chỗ bán gạo rồi. Rồi mình đi đường này hen.
này là chúng ta ra cái chợ cá, chợ hải sản hồi nãy nè cả nhà. Những người dân ở đây là trưng bày những cái sản phẩm mua bán là rất là tươi luôn. Chỗ bán gạo rồi mình sẽ đi bọc qua bên đây mình xem một lần nữa để cùng mời cả nhà xem chung với mình về chỗ bán gạo tiếp theo nha. Chào bác. À, bác bị khuyết tật hả? Dạ. Bác cho con hỏi một vài câu được không? Bác cho con hỏi một vài câu được không? Dạ. Này cái micro thôi chứ không có gì hết, cái thu âm thôi. À, bác tên gì? Tôi Phan Văn Danh. Bác Danh. Bác Danh năm nay nhiêu tuổi bác? Dạ 74. 74. Dạ. Bác có thể chia sẻ với con là hoàn cảnh nào mà mình bị mất đi một cái bàn tay không ạ? Hồi đó bị thời chiến tranh. Dạ, là bác đi lính. Dạ bị nổ pháo, bị tạc miễn. À nổ pháo. Dạ. Dạ là do di tích của chiến tranh. Dạ. Thương tích của chiến tranh không bạn? Dạ, dạ dạ. Rồi hiện tại bây giờ mình đang ở với ai Bắc Danh? Dạ giờ có hai vợ chồng. Dạ. Mình có con cái gì không bác? Dạ hai đứa con, nó quậy quá thì nó bị đi tù rồi. À dạ. Rồi thành ra giờ bác bán như vậy là bác lo cho bà xã. Dạ. Của mình ha? Dạ lo sống, vợ chồng lo sống hàng ngày. Dạ. Bà xã mình bây giờ là năm nay nhiêu tuổi rồi bác? Quá mới có sáu mấy à. Dạ. Rồi cũng làm công việc bán vé số luôn hay dạ, sao? Dạ công việc bán vé số. Dạ. Mình hiện nay mình đang ở đâu Bắc Danh? Dạ ở mà Mỹ Đức Thạch Động. Thạch Động. À, dạ. Nhưng mà đó là nhà của mình hay nhà trọ? Dạ nhà mình. Dạ. Rồi thì mấy ngày thì một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Dạ bán ngày được 200 mấy. Dạ. Đối với ngày chủ nhật này mình có bán thêm không bác Danh? Dạ cái ngày chủ nhật thì số nó cũng bán có giá một à. Dạ. Dạ là bán số là cũng có buổi sáng là chủ yếu thôi đúng không ạ? Dạ dạ. Rồi thì cũng chia sẻ với bác luôn. Dạ, dạ. Hôm nay con sẽ thay một nhà hảo tâm để dạ, hỗ trợ dạ. cho bác một cái phần quà dạ, để bác dạ. có thể đỡ được cái phần nào vất vả ha. Dạ, bác dạ, có thể dạ. dùng nó để mua những cái thức ăn hay gì đó. Dạ dạ dạ. Dạ. Thì con thay mặt bác Nguyễn Văn Hai. Yeah. Nguyễn Văn Hay á. Yeah, Hay yeah, ở yeah. bên Mỹ sẽ lì xì cho bác một phần quà. Dạ dạ cảm ơn. Dạ. Đây con thay mặt bác Hay sẽ lì xì cho bác. Dạ 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 cảm ơn. Thời điểm này bác nhận được cái phần quà này bác cảm giác như thế nào ạ? Dạ cũng cảm ơn chú cũng giúp đỡ cho được 500 mua đồ ăn đỡ ra một thời gian. Dạ. Bác có nhắn gửi gì với bác Nguyễn Văn dạ. Hay không? Đã hỗ trợ dạ, người đã hỗ trợ mình không? Dạ, cảm ơn cái người hỗ trợ cho số tiền này được. Cảm ơn cho nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi thôi con cũng chúc bác giữ gìn được sức khỏe ha. Dạ, dạ. Dạ. Mua mai bán đắt trong những dạ. ngày sắp tới. Dạ, cảm rồi, ơn. Rồi, con chào bác. Tiếp theo là mình thấy
Bác bán giấy số không bác? Dạ, bác còn giấy số không? Dạ hết rồi. Bác cho con hỏi một vài câu nha. Dạ. Rồi, con chào bác. Bác tên gì? Hoàng. Bác Hoàng. Bác Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 65 tuổi. 65. 65, 66 gì vậy? Dạ, đứa nhỏ sau lưng bác là? Con. Con hả? Ừ. Nó năm nay nó mấy tuổi rồi bác? Nó năm nay nữa, nó 4 tuổi rồi. Dạ, 61 tuổi bác mới sanh hả? Năm ngoái 65 tuổi rồi sanh nó đó. À, hiện tại bây giờ là mình đang ở với ai bác? Ở hai cha con à, ở nhà trọ. Ủa rồi vợ của bác đâu? Sanh đôi hai đứa ra rồi bị ung thư á, mình nổi một hoạch bị chết rồi. Là vợ của bác mất rồi? Ừ. Khi sanh ra là mất luôn hay như thế nào? Ông nuôi được 1.5 năm. Dạ. Rồi mới mất. Dạ. Rồi hình như là mình bị như tai thế nào? Tai biến rồi sau. Dạ. Sau 1.5 năm đó rồi tôi mới bị tai biến. Sau bà xã, sau khi bà xã mất 1.5 năm rồi, là rồi mình bắt đầu bị tai biến. À, là mình ngồi xe lăn bán vé số luôn. Dạ. Dạ. Hiện tại bây giờ mình đang ở đâu bác? Ở Lầu Ba, đường Lầu Ba nè. Đường Lầu Ba. Dạ. Ở đó là nhà, đó là nhà của mình hay nhà của ai ạ? Nhà trọ, ở nhà trọ nào giờ? Dạ. Nhà trọ thì mình mướn bao nhiêu một tháng ạ? Một tháng 1.3 triệu. 1.3 triệu. Dạ, là ở một mình bác với hai đứa nhỏ. Một mình tôi với thằng này nè. Dạ. Rồi đứa con gái cho rồi. Ủa vậy là sinh đôi là 1 nam 1 nữ hả? Ờ, 1 nam 1 nữ. Dạ. Rồi tại sao bác nuôi con trai mà bác không giữ lại con gái? Gái tại người ta sinh gái. À, tại người ta sinh. Mà cái người đó người ta sinh là người ta không có con cái hay như thế nào? Ờ, người đó người ta vì nó sinh là không có con. Dạ. Có chồng mà không có con á, không có con được á, người ta sinh. À, bởi thành ra là mình gửi cho con của mình cho dì luôn phải không ạ? À? Rồi thì một ngày thì bác bán được bao nhiêu tờ bác hả? Ngày bán 150 tờ. Dạ. Là ngày nào mình cũng lấy 150. Dạ. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày có đông du khách mà cũng chỉ bán 150 thôi. Dạ. À, không có dám lãnh nhiều. Dạ. Là sáng giờ mình đã bán hết rồi. Dạ. Dạ. Sáng giờ bác với con trai bác có ăn gì chưa? Dạ. Có uống ly cà phê đó rồi tính đi ra vòng vòng về. À dạ. Coi như là mình bán tại, đủ. Đủ số lượng rồi mình nghỉ. Nó thì nó còn bú á, rồi cho mua sữa cho nó. Dạ, rồi bác có mua chưa? Chưa. Dạ. Nó bú nó còn bú bình đó hả? À, cái bình sữa này ha. À. Rồi, thôi cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của bác rồi. Hôm nay con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm ở Mỹ để hỗ trợ cho bác một phần lì xì. Dạ. Để giúp bác đỡ được phần nào đó trong cái thời điểm khó khăn. Dạ. Bác ha. Con sẽ thay mặt bác Nguyễn Văn Hay. Nguyễn Văn Hay nha, ở Mỹ, lì xì cho bác. Đây bác xè tay ra bác nhận cái phần quà của bác Nguyễn Văn Hay. Dạ. Rồi bác xem thử là bao nhiêu ạ? Dạ. 100 ngàn. Dạ, thời điểm này mình nhận được cái phần quà này thì mình cảm giác như thế nào ạ? Dạ cũng vui mừng lắm. Dạ. Dạ. Bác có nhắn gửi gì bác Nguyễn Văn Hay không, người đã giúp đỡ mình ngày dạ hôm nay? Dạ, cho tôi gửi thăm, gửi lời cảm ơn anh Nguyễn Văn Hay gì đó. Dạ. Hỗ trợ cho cha con tôi. Dạ. 500 ngàn. Dạ. Dạ. Thì hy vọng với phần quà này cũng đỡ vất vả được cho bác ha. Dạ. Giờ chúc bác mua mai bán đắt. Dạ. Giữ gìn được sức khỏe của mình. Dạ. Trong những ngày tới. Dạ. Rồi chào bác. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi cả nhà. Đúng là sự thật thì mình chỉ thấy được hai chỗ bán gạo thôi, tại vì mình đi ra chỗ này là mình đã gặp ngay cái khúc ngã ba hồi nãy rồi. Giờ rồi thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi nha cả nhà. Rồi sau đó là video tiếp theo là mình sẽ chia sẻ với cả nhà về quan cảnh phát thiện nguyện từ tấm lòng của nhà hảo tâm là của dạ.
của God Jesus Christ. Dạ rồi, vậy là mình đã chia sẻ với cả nhà về toàn cảnh ở tại chợ Hà Tiên trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Thì chắc cả nhà cũng cảm nhận rất là rõ ràng về những cái nét mà đặc trưng ở tại Hà Tiên rồi phải không ạ? Nhất là cái khu chợ được chia ra rất là rõ ràng về những cái khu vực khác nhau để cho khách hàng cũng như là khách du lịch có thể lựa chọn. Thì mình thấy đây là một trong những điểm đến mà cả nhà đến về những bãi biển, những điểm du lịch hoặc là những cái mình thấy là những cái cách nói chuyện từ những cái tấm chân tình của những cái người bán ở đây rất là dễ thương cả nhà. Người dân Hà Tiên phải nói là mình rất là thích luôn. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Khi nào cả nhà có đi chợ Hà Tiên thì cả nhà hãy nhớ đi vào dịp cuối tuần ha, để mua được những hải sản tươi sống tươi ngon hơn ha. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào video phát thiện nguyện dưới tấm lòng của nhà hảo tâm. God